mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MoHome. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì MoHome sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình được thiết kế cho gia đình anh Dương có địa chỉ tại Nghệ An. Và công trình này là thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ máy Nhật nữa. Tuy nhiên thì đây chỉ là một công trình tiêu biểu thôi, còn ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Ví dụ như là chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công chọn gói.com cũng như là MoHome Group.vn. Thì khi quý vị truy cập vào các trang web này sẽ nhận được những thông tin tức thời từ MoHome, những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá mà MoHome gửi tặng tri ân tới khách hàng. Ví dụ như hiện tại trong tháng này đang có khuyến mãi chỉ 80.000 đồng trên 1m2 khi ký hợp đồng thiết kế online. Và ngoài ra đối với các gói thiết kế khác thì chúng tôi cũng sẽ có gói kiến trúc với giá là 120.000 đồng trên 1m2, gói nội thất với giá 150.000 đồng trên 1m2, gói VIP là 200.000 đồng trên 1m2, gói cao cấp sẽ bao gồm cả phong thủy chuyên sâu với giá là 350.000 đồng trên 1m2. Và ngoài ra đối với các thanh công cụ phía bên trên thì quý vị cũng sẽ có thể tìm hiểu nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn về những cái mẫu nhà đẹp, về những cái mẫu nhà vườn này, nhà cấp 4, nhà mẫu ống đẹp, nhà hiện đại hay là những cái biệt thự để quý vị có thể tham khảo một cách dễ dàng hơn khi mà quý vị click vào tất cả những cái hạng mục này. Hoặc là quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về những cái dự án hoàn thiện rồi để xem rằng là về cái thực tế công trình của chúng ta nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế, hoặc là những công trình đang thi công để có thể nắm rõ được rằng là cái quy trình thi công của chúng ta sẽ bao gồm những hạng mục nào và chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn như thế nào. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái thanh công cụ nữa, đó chính là về cái phần kinh nghiệm về cẩm nang xây nhà cũng như là kinh nghiệm phong thủy. Đây cũng chính là một cái nguồn kiến thức cực kỳ là rộng lớn để dành cho quý vị, giúp quý vị có thể tìm hiểu tham khảo để xây dựng cho ngôi nhà của riêng bản thân mình. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có một kênh YouTube với tên là MoHome TV, có số người đăng ký lên tới 130.000 người đăng ký. Và ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có một hệ sinh thái MoHome, các kênh tương tự như vậy, ví dụ như là kênh nhà đẹp MoHome này với số lượng rất là lớn lên tới 1,58 triệu người đăng ký, kênh Lâu Đài Việt, kênh MinHome nhà giá rẻ và kênh Kỹ sư Trí Thanh là ba kênh YouTube mà chúng tôi vừa mới ra mắt. Tuy vừa mới ra mắt thôi nhưng mà cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ theo dõi của quý vị rồi. Ví dụ như là chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì kênh MinHome nhà giá rẻ đã đạt mốc là hơn 1.000 người đăng ký rồi. Và đối với ba kênh YouTube này thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những cái thông tin, những video, những công trình nào mà chuyên biệt về những cái nội dung theo từng kênh. Ví dụ như là kênh Lâu Đài Việt này thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình nào đồ sộ, hoành tráng với lối thiết kế đó chính là phong cách tân cổ hoặc là cổ điển, với những loại mái như là nhà mái man sát, nó đặc trưng của một cái phong cách là lâu đài vậy. Và đối với kênh MinHome nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình nào có giá chi phí đầu tư nó tối thiểu để quý vị có thể tham khảo theo dõi phù hợp với bản thân mình. Và đối với kênh Kỹ sư Trí Thanh này thì chúng tôi sẽ cập nhật những cái quá trình mà đi thanh tra giám sát những công trình để xem rằng là có đảm bảo chất lượng theo bản vẽ thiết kế hay không. Và đối với tất cả những kênh YouTube này thì chúng tôi sẽ cố gắng thường xuyên lên video để quý vị có thể theo dõi. Ví dụ như tại kênh MoHome này thì chúng tôi sẽ thường xuyên lên khoảng tầm từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng MoHome. Tại đây thì chúng tôi cũng đang có 64.000 người theo dõi rồi và cũng sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu nhà đẹp, những công trình mà chúng ta đang xây dựng hoặc là đã hoàn thiện cũng như là cái quá trình mà chúng tôi tư vấn ký kết hợp đồng thi công chọn gói. Thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage Facebook này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi để ở đầu trang web, đó chính là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Và ngoài ra nữa thì hiện tại chúng tôi cũng đang cảnh báo quý vị về những trang web, những MoHome giả mạo để lừa đảo hay là trục lợi từ quý vị. Thế là quý vị cần phải đảm bảo rằng là chúng ta liên hệ trực tiếp tới những cái số hotline mà chúng tôi giới thiệu ở đây, hoặc là quý vị cũng có thể bấm vào cái phần nhận tư vấn làm nhà ở ngay tại trang web này. Ở đây sẽ có phần để quý vị điền đầy đủ những cái thông tin từ họ tên này, số điện thoại, hạng mục cần tư vấn cũng như là mô tả nhu cầu của bản thân để quý vị nhận được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham khảo trực tiếp tại các showroom, các trụ sở của MoHome trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ có trụ sở tại khắp các miền của Tổ quốc, ví dụ như là miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại số 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162 đến 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên thì chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì chúng tôi có địa chỉ tại 578H8 tổ 6, ấp Phú Thuận,
xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương và tại các tỉnh miền Tây thì chúng tôi có địa chỉ tại số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy. Và tại các tỉnh miền Tây thì chúng tôi có địa chỉ tại số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Khi quý vị đến trực tiếp các trụ sở này thì quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp đâu, mà ngoài ra quý vị cũng được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những cái trang thiết bị vệ sinh, rồi là những vật tư, vật liệu mà do Mac Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh của Mac Home mà chúng tôi luôn luôn tự hào giới thiệu, bởi vì là nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái chi phí đầu tư cho quý vị cho một công trình. Nếu như mà quý vị lựa chọn thiết kế thi công trọn gói cũng như là lựa chọn những cái vật tư vật liệu mà do Mac Home sản xuất, bởi vì là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều cái giá thành giao thương buôn bán từ những cái tổng vùng, tổng kho hay là những cái cấp bến bãi hoặc là của cửa hàng vậy. Nếu như mà chúng ta thông qua những cấp đó thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15 chi phí. Nếu như mà chúng ta thông qua mỗi cấp như vậy thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp, bởi vì là chúng ta phục vụ cho cái chi phí giao thương buôn bán mà. Còn nếu như mà quý vị lựa chọn cái đơn vị mà có thể cung cấp được những cái vật tư vật liệu trực tiếp như thế này thì quý vị sẽ được nhận cái giá thành trực tiếp từ nhà máy sản xuất đến công trình. Còn nếu như mà quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp trực tiếp những cái nguồn vật tư vật liệu này thì quý vị sẽ được nhận cái giá thành trực tiếp từ nhà máy sản xuất đến công trình của quý vị luôn. Mà ngoài ra thì chúng ta còn đảm bảo rằng đây là một cái nguồn hàng chất lượng, chúng ta không phải lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Chúng ta sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại nhà máy luôn. Và quý vị cũng có thể đến tham quan trực tiếp về nhà máy của chúng tôi ở tại Bình Dương. Và nhà máy của chúng tôi thì vừa mới khai trương, khởi hành thôi, thì đó chính là nhà máy vật liệu xây dựng Mac Home. Và cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay, thì với công trình của gia đình anh Dương có địa chỉ tại Nghệ An này thì chúng ta đang được thiết kế theo cái phong cách, đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật nữa. Thì chúng ta thường gọi rằng đây là một cái phong cách thiết kế quốc dân rồi, bởi vì là so với tất cả những cái số lượng mẫu nhà mà Mac Home thiết kế cũng như là thi công trọn gói ấy, thì cái số lượng mà thiết kế và đầu tư cho cái phong cách hiện đại kết hợp với cả là mái Nhật này thì nó chiếm đa số luôn, thưa quý vị. Thế là đây cũng chính là một cái điều mà chúng tôi có thể nắm vào. Thế nên là đây cũng chính là một cái điều mà để chúng tôi dựa vào và chúng tôi sẽ review cho quý vị về những công trình phong cách hiện đại với cả hệ mái Nhật thường xuyên cho quý vị hơn, bởi vì có vẻ như là quý vị đang quan tâm rất là nhiều đến cái mẫu công trình như thế này. Và chúng ta có thể khẳng định đảm bảo rằng là đối với loại công trình như thế này thì sẽ không bao giờ mà lỗi thời hay là sẽ không bao giờ mà bị chán mắt, bởi vì là so với tất cả những cái mẫu resort, rồi là homestay, rồi là những cái biệt thự bây giờ thì cũng đang được thực hiện theo cái phong cách này rất là nhiều. Thế là chúng ta cứ yên tâm rằng là đây là một cái phong cách rất là thời thượng rồi, không phải lỗi mốt, mặc dù là nó được đầu tư rất là nhiều. Và ở đây chúng ta sẽ cùng theo dõi về tất cả những cái góc cạnh 3D ngoại thất của công trình nhé. Về cái góc này chúng ta sẽ có thể nhận thấy rằng là công trình đầu tư thêm một cái ống khói giả nữa thì nó sẽ giúp cho phần mái chúng ta sẽ bớt chống chảy đi rất là nhiều, mà ngoài ra còn tạo điểm nhấn cho một cái mảng tường phía bên cạnh, nó nằm ngay bên cạnh cái sảnh phụ thì nó sẽ rất là cuốn hút. Đây là về phía góc bên phải của công trình. Đối với những mảng tường xung quanh, chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái ô cửa sổ để có thể đón nhận được những cái nguồn ánh sáng trực tiếp vào trong không gian phía trong nhà. Đây là về phía từ bên trên nhìn xuống này, chúng ta có thể nhìn thấy cái đặc trưng của hệ mái Nhật với cả là cái hệ thống cổng và tường bao xung quanh. Đây là về góc của sảnh phụ, nhìn chính diện của sảnh phụ. Đây thì về cái hệ thống cổng và tầng bao, quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, rằng là chúng ta trong cái việc thiết kế thì cũng cần phải đồng nhất cái phong cách giữa cái hệ thống cổng và tầng bao này với cả là cái phía trong công trình của chúng ta. Có rất nhiều công trình mà chúng ta muốn đắp thêm những cái pháo chỉ hay là có thêm những cái đường nét hoa văn nổi bật ở phía bên ngoài cổng hay là cột trụ của chúng ta, hay là phía bên trên mái chúng ta thích thì sẽ đổi sang một cái hệ mái là mái vòm, thì nó sẽ khá là sang trọng đấy khi mà chúng ta nhìn vào từ mỗi cái phía cổng thôi. Nhưng mà khi mà nhìn cả cổng, cả công trình chúng ta thì nhìn nó sẽ bị lệch lạc đi những cái phong cách thiết kế, và người có chuyên môn người ta nhìn vào là sẽ nhận ra ngay rằng đây không phải là cái công trình mà do đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có tay nghề cao, có chuyên môn cao thiết kế. Thế là quý vị cần phải lưu ý về cái phần này nhé. Đối với cái phong cách hiện đại thì phía ngoài cổng của chúng ta cũng chỉ cần đơn giản thôi, tuy rằng là đơn giản nhưng mà nó rất là phù hợp và hiệu quả rồi. Như quý vị có thể nhìn thấy ở đây, nó rất là đẹp và đồng nhất từ phía ngoài cổng vào trong công trình này, từ màu sắc, hình dạng cho tới kích thước. Và tiếp theo ở phía này chúng ta sẽ nhìn thấy đặc trưng hơn của cái hệ mái Nhật. Thì cái mái Nhật của chúng ta bây giờ đã được đầu tư rất là tỉ mỉ, không giống như là cha ông chúng ta ngày xưa là sẽ ốp nguyên một cái mảng mái rất là to phía bên trên mái nhà của chúng ta, thì nhìn nó rất là trống trải, nhìn nó không có một cái điểm nhấn nào cả. Thì đối với cái tay nghề của kiến trúc sư bây giờ đã có những cái lớp mái lớn
mái nhỏ. Nó trùng điệp với nhau tạo ra một cái cảm giác rất là thu hút, nhìn phía mái của chúng ta không bị trống. Còn nếu như mà mảng mái nào mà to quá thì chúng ta vẫn có thể bổ sung thêm những cái thiết kế về cái ống khói giả này hoặc là những cái chuồng chim giả thì nhìn bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và đối với cái hệ mái Nhật này thì chúng ta có rất nhiều những cái ưu điểm có thể nhắc tới. Thứ nhất là về cái việc đó chính là chống nước mưa rất là hiệu quả. Nó sẽ có một cái độ dốc nhất định rồi. Đây chính là một cái đặc điểm của tất cả những ngôi nhà hệ mái là sẽ có một cái độ dốc nhất định thì nó sẽ hạn chế cái sự tù đọng của nước mưa gây ảnh hưởng tới kết cấu của mái trong khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng. Nếu như mà chúng ta sử dụng một cái ngôi nhà mà hệ mái bằng phía bên trên đổ trần bê tông không thôi ấy, thì nếu như mà không đảm bảo về cái độ dốc hay là chống thấm hiệu quả thì nó sẽ rất dễ xảy ra cái tình trạng là bị nứt vỡ hay là bị thấm rột phía bên trên mái chúng ta. Còn nếu như mà có một cái hệ mái như là nhà mái Nhật, nhà mái Thái, nhà mái mát sát như này rồi thì chúng ta sẽ không cần phải lo về cái vấn đề đó. Sau khi mưa xong là mái nó đã bắt đầu hanh khô, nó sẽ dốc nước rồi. Và ngoài ra nữa, cái ưu điểm thứ hai của hệ mái Nhật đó chính là nó sẽ có đảm bảo được cái tính cách nhiệt rất là hiệu quả. Phía bên trong mái này nó sẽ tạo ra một cái lớp không gian đệm giữa phần mái với cả không gian công năng phía dưới ngôi nhà thì nó sẽ là một lớp cách nhiệt tự nhiên. Vào ban ngày thì cái ánh mặt trời nó sẽ chiếu thẳng vào mái và cái mái này nó sẽ hấp thu toàn bộ những cái nhiệt năng đó và nó sẽ giúp cho phía bên dưới không gian sống của ngôi nhà chúng ta sẽ không phải lo về những cái nhiệt năng ấy. Còn nếu như mà so sánh giữa những ngôi nhà hệ mái Nhật, nhà mái Thái cũng như là nhà mái mặt sát ấy, thì ngôi nhà hệ mái Nhật thì nó lại có một cái chi phí đầu tư rẻ hơn rất là nhiều so với nhà mái Thái, nhà mái mặt sát, bởi vì là cái chi phí đầu tư cho vì kèo rồi là mái ngói hay là cái chi phí nhân công xây dựng bao giờ nó sẽ rẻ hơn, bởi vì là nó sẽ không cần phải đầu tư cầu kỳ như là nhà mái Thái hay là nhà mái mát sát, mà ngoài ra nó vẫn có thể mang được tất cả những cái ưu điểm vượt trội của những ngôi nhà hệ mái về cái tính chống nhiệt rất là hiệu quả này và cái tính chống thấm rột đó. Thì quý vị có thể hiểu rằng là tại sao cái mái Nhật của chúng ta được coi như là cái phong cách quốc dân luôn rồi, bởi vì là cái ưu điểm của nó rất là vượt trội. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái sảnh chính của công trình. Thì ở đây quý vị có thể nhận thấy cái điểm đặc biệt của công trình này, đó chính là cái hệ thống ban công và sảnh chính nó đã được thiết kế đồng nhất với nhau rồi. Nó sẽ bao gồm hai cái cột trụ hai bên này, và không chỉ là sảnh chính đâu mà sảnh phụ của chúng ta cũng sẽ tương tự như vậy nếu như mà chúng ta theo dõi ở cái mặt bên này. Đó thì nó sẽ tạo ra cái sự đồng nhất cho toàn bộ công trình. Và đối với những cái cột trụ ở hai bên rất là vuông vức như thế này, nó sẽ giúp cho công trình chúng ta nhìn nó đồ sộ, nó hoành tráng và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Mặc dù là nó được thiết kế rất là đơn giản thôi, theo đúng cái phong cách hiện đại thì nó sẽ bao gồm những cái đường chỉ âm tường này và những cái mảng cột nó rất là vuông vức, và phía bên dưới chúng ta còn ốp đá tự nhiên nữa thì nó sẽ giúp cho công trình chúng ta đảm bảo chất lượng hơn mà nhìn sang trọng hơn. Và tiếp theo là về hệ thống bậc ngũ cấp đi lên thì nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta đảm bảo với cái chiều cao nó cân đối hài hòa hơn với cái hệ mái Nhật. Và đặc biệt rằng là đối với công trình nhà 2 tầng như thế này thì chúng ta sẽ phải có một cái phần đế làm sao cho nó cân đối với cái chiều cao phía bên trên. Nó giúp cho công trình nhìn nó tỷ lệ nó hài hòa hơn, tránh cái việc là nhìn công trình nó bị lùn hay là nó bị mất cân đối hay là không có đối xứng giữa phần đế với cả phía bên trên mái. Thì đối với tất cả những cái hệ bậc thì chúng ta sẽ sử dụng bậc ngũ cấp luôn luôn là đẹp nhất nhé. Ngoài bậc ngũ cấp ra thì chúng ta sẽ có bậc tam cấp hoặc là bậc nhất cấp, nhưng mà chúng tôi khuyên rằng quý vị nên đầu tư cho hệ thống bậc ngũ cấp. Tuy rằng cái chi phí đầu tư nó cao hơn một chút, nhưng mà so với tất cả những cái ưu điểm với các hệ bậc khác thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều, khi mà nó có thể biểu trưng cho hệ ngũ hành này, sẽ đảm bảo cho phong thủy, đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Và ngoài ra nữa thì cái việc mà chúng ta đầu tư cho hệ thống bậc ngũ cấp, sau này cái mặt đường hay là mặt vườn xung quanh chúng ta nâng sửa lên thì chúng ta cũng sẽ không lo rằng là ngôi nhà nó bị thấp hơn so với mặt đường. Và ở đây hệ thống bậc ngũ cấp của chúng ta cũng được đầu tư rất là tỉ mỉ, khi mà mặt bậc và cột bậc là bằng hai cái màu sắc khác nhau này, giúp cho công trình vừa có vẻ đẹp sang trọng mà cái việc chúng ta di chuyển đi lại cũng sẽ không lo là bị bước hụt hay là vấp ngã. Và đối với cái sảnh chính này cũng có một cái điều nữa chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm, đó chính là về cái hệ thống cửa đi. Cái cửa đi là một cái nơi mà chúng ta sẽ đi ra đi vào hàng ngày, thế là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống chúng ta. Thậm chí là có một cái công cụ là thước đo ban để chúng ta đo về cái kích thước của cửa chính này. Cái công cụ ấy chúng tôi đã cập nhật trên trang web rồi, quý vị có thể truy cập vào trang web của chúng tôi để sử dụng miễn phí để đo rằng là cái kích thước của cửa nó sẽ rơi vào những cung nào là nó tốt dành cho gia chủ. Và quý vị lưu ý nhé rằng là những cái kích thước đó là chúng ta đã trừ đi những cái bàn lề hai bên cửa. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cửa làm bằng chất liệu là cửa thép giả vân gỗ kết hợp với cả kính cường lực nữa, thì nó sẽ có thể chống chịu được những cái tác động tự nhiên. Và ngoài ra thì nó
sẽ đón nhận được rất nhiều nguồn ánh sáng khi mà chúng ta kết hợp với cả hệ thống rèm phía bên trong, thì cũng không phải lo rằng là nó sẽ bị chói mà chúng ta có thể điều chỉnh ánh sáng một cách dễ dàng hơn. Được rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bản hồ sơ thiết kế của công trình. Thì đối với công trình của gia đình anh Dương tại Nghệ An này thì cũng sẽ đầy đủ những cái bản hồ sơ thiết kế mà Mark Home vẫn quen thuộc thực hiện thôi, từ bản hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán. Thì trước hết là về bản hồ sơ kiến trúc này, chúng ta sẽ bao gồm có một cái mục lục bản vẽ kiến trúc, trong này sẽ có đầy đủ tất cả những cái nội dung thông tin về mặt bằng hiện trạng, mặt bằng tổng thể, mặt bằng lý vị công trình, mặt bằng mắt trạch, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng, hay là những cái mặt đứng, mặt cắt, những chi tiết vệ sinh, cửa đi, cửa sổ hay là cầu thang nữa. Thì với cái sự chi tiết 44 trang vẽ cho một công trình nhà 2 tầng như thế này thì tôi đảm bảo rằng là nó rất là chi tiết luôn rồi. Một trong những công trình mà tôi thấy rằng là được đầu tư chi tiết nhất trong cái bản vẽ kiến trúc như thế này. Và cái điểm này thì nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta sẽ chất lượng hơn trong cái quá trình chúng ta thực hiện thôi. Khi mà người thợ xây người ta đọc vào trong bản vẽ này thì cũng sẽ dễ dàng hiểu hơn để người ta thực hiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lần lượt từng trang vẽ một nhé. Trước hết là về cái mặt bằng hiện trạng của công trình. Thì với cái đất hiện trạng diện tích là 360m² này thì nó cũng khá là vuông vức rồi. Có hai bên là hàng xóm, phía bên cạnh và phía đằng sau. Còn đằng trước và bên cạnh nữa thì chúng ta cũng sẽ có hai đường, một đường giao thông và một đường ngõ. Thì tôi đoán rằng là công trình này chúng ta sẽ đẩy lùi về phía đằng sau của lô đất, thì nó sẽ tạo ra một cái lớp không gian cách biệt giữa cái đường giao thông với cả công trình để hạn chế cái sự ảnh hưởng của khói bụi, ô nhiễm cũng như là về cái không gian phía trước của ngôi nhà. Chúng ta cũng có thể tạo ra một cái hệ thống tiểu sảnh. Thì đúng như vậy, với cái mặt bằng tổng thể thì chúng ta sẽ có thể nhận định được về cái vị trí của công trình đặt trên cái chỗ nào của lô đất, thì nó đã được đẩy lùi vào một cái góc của lô đất rồi. Và với cái mặt bằng định vị công trình này thì chúng ta sẽ có thể xác định thông qua cái hướng của công trình dựa vào cái hoa gió phía bên trên trong vẽ. Cái hoa gió này sẽ luôn luôn chỉ về hướng bắc này, từ đó chúng ta xác định các hướng còn lại. Ví dụ như là ngược xuống dưới chúng ta có hướng nam, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây. Và quý vị lưu ý rằng là dù cho công trình quý vị có kích thước chiều dài chiều rộng hay là có nằm trên vị trí nào lô đất đi chăng nữa thì chúng ta vẫn xác định hướng của công trình, tổng thể hướng công trình sẽ dựa vào cái sảnh chính này nhé. Thì cái sảnh chính này nó đang xuôi theo cái hướng đó chính là hướng đông nam, và nó thiên về cái hướng đông nhiều hơn thì sẽ có thể đón nhận được rất nhiều cái nguồn ánh sáng vào buổi sáng này. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ tránh được cái ánh nắng trực tiếp từ hướng tây vào buổi chiều. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng bát trạch phong thủy. Thì dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1975 thì chúng ta sẽ xác định được những cái hướng tốt dành cho gia chủ. Ví dụ như là hướng đông bắc là phúc đức mọi sự ổn định, hướng tây bắc là sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng tây là phục vị được sự giúp đỡ, và hướng tây nam là thiên y thiên thời che chở. Và từ đó chúng ta sẽ xác định những cái hướng tốt dành cho gia chủ cũng như là về những cái hướng công năng phía bên trong, xác định làm sao cho nó xoay về những cái hướng nó đảm bảo theo cái mệnh của gia chủ. Ví dụ như là hướng bàn thờ cũng đã được xác định luôn rằng là chúng ta nên xuôi về cái hướng đông, và hướng bếp cũng xuôi về cái hướng đông, và hướng bếp cũng xuôi về cái hướng đông, thì nó là cái hướng nó gần như là cái hướng của công trình luôn rồi. Thì chúng ta cứ đảm bảo theo cái hướng này là sẽ có được cái sinh khí rất là dồi dào. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng nội thất của công trình. Thì với công trình này chúng ta sẽ có một cái phòng khách diện tích khá là lớn, lên tới 25m², được liên thông giữa phòng khách với cả là cái bếp ăn, diện tích là 19,5m². Thì có nghĩa là toàn bộ những cái không gian chiều dọc của ngôi nhà này thì chúng ta sẽ là một cái không gian liên thông với nhau. Nó sẽ giúp cho cái cảm giác là không gian nó sẽ rộng rãi hơn. Và ngoài ra thì cái việc chúng ta sử dụng những cái trang thiết bị trong phòng bếp nó sẽ hiện đại, chu đáo hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta ở cái phòng khách này, chúng ta có thể nhìn vào trong những công năng phía trong phòng bếp. Thì đối với những công trình có lối thiết kế như thế này là chúng ta cũng đã xác định rồi rằng là phòng bếp sẽ được đầu tư rất là tỉ mỉ với những cái công năng làm sao cho nó hiện đại và nó sang trọng. Đó, ở giữa phòng bếp thì chúng ta cũng sẽ có kết hợp với cả bàn ăn luôn. Và ngoài ra nữa cũng sẽ có một cái bàn đảo để phù hợp với cả là cái không gian rộng lớn của phòng bếp. Và tầng 1 chúng ta sẽ chỉ có một phòng ngủ thôi, với diện tích là 19m², có một nhà vệ sinh khép kín là 3m², đầy đủ những cái nội thất công năng từ lavabo này, bồn cầu cho tới một vòi tắm sen. Và một nhà vệ sinh chung nữa, ở đây thì chúng ta sẽ có diện tích là 4,8m², cũng đầy đủ những cái nội thất công năng như vậy. Và một sân ướt nó sẽ thuận tiện hơn cho quá trình chúng ta nấu nướng. Khi mà đặt ngay bên cạnh phòng bếp này, chúng ta sơ chế thực phẩm ở cái sân ướt 4,2m² như thế này, thì bên trong chúng ta sẽ đảm bảo giữ gìn vệ sinh và sạch sẽ hơn. Về cái mặt bằng nội thất của tầng 2 thì chúng ta sẽ bao gồm là một phòng thờ có diện tích là 10m², đặt tại vị trí này thì rất là đẹp rồi, bởi vì là nó sẽ hướng về phía mặt trước của ngôi nhà và nó nằm trên cái địa thế là cao nhất của ngôi nhà, thì chúng ta sẽ đảm bảo rất là tốt cho phong thủy.
Và phía bên trên tầng 2 thì chúng ta sẽ dành chủ yếu cho không gian riêng tư là về công năng phòng ngủ. Ở phía bên trên này chúng ta sẽ có bao gồm là 3 phòng ngủ liền. Phòng ngủ 2 với diện tích 19m2 sẽ đồng trục với phòng ngủ 1 phía bên dưới tầng 1 và cũng có nhà vệ sinh khép kín đồng trục như vậy. Ở phòng ngủ 3 sẽ diện tích là 13m2, phòng ngủ 4 là 9m2. Tất cả các phòng ngủ đều đầy đủ những công năng từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc, trang điểm. Hoặc là phòng ngủ 3 còn có thêm cái đôn hoặc cái táp để đầu giường để chúng ta để thêm những cái đồ vật trong phòng ngủ thì sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn. Và một nhà vệ sinh chung cũng đồng trục với cả nhà vệ sinh chung của tầng 1, diện tích là 4,8m2. Và khu vực giặt phơi với 6m2 có bố trí luôn cả máy giặt ở đây để có thể thuận tiện cho quá trình giặt rồi là phơi đồ. Thì để có thể theo dõi về cái mặt bằng nội thất của công trình, chúng ta có thể theo dõi thông qua cái bản vẽ 3D nội thất thì nhìn bao giờ nó sẽ trực quan và nó sinh động hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở đây, đối với không gian tầng 1 thì đúng như tôi vừa giới thiệu rằng là cái không gian này nó đã được liên thông với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là thông thoáng khi mà chúng ta có thể ngồi tại phòng khách và chúng ta nhìn được cả toàn bộ không gian giữa phòng khách này, không gian đệm với cả là khu vực nhà ăn, phòng bếp nữa. Đó thì cái cảm giác bao giờ nó sẽ thoải mái hơn khi mà chúng ta ở trong cái ngôi nhà như thế này. Và đối với công trình này chúng ta đang sử dụng cái chất liệu lát sàn làm bằng gạch ceramic với cái loại vân đá màu sáng. Ở giữa chúng ta sẽ có thêm những cái hệ thống sàn gạch thảm này thì chúng ta sẽ giúp cho không gian sẽ sang trọng hơn mà sẽ tách biệt được những không gian lại với nhau mặc dù là tất cả những không gian này đang liên thông. Và đối với cái màu sắc sàn nó sáng sủa như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái gam màu nó tương phản với tất cả những công năng nội thất phía trong căn nhà. Ví dụ như là một cái bộ bàn ghế này với cái màu nó trầm một chút, ghế sofa kết hợp với cả gỗ nữa và cả cái kệ tivi này, hay là về những cái nội thất công năng của phòng bếp về cái hệ tủ treo và những cái bàn ghế ngồi ở bếp thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nhìn nó nổi bật hơn cho những cái công năng phía bên trong ngôi nhà chúng ta. Và tất cả những cái không gian cửa đi cửa sổ đều sử dụng cái hệ thống rèm hai lớp thì nó sẽ giúp dễ dàng điều chỉnh cái sắc thái ánh sáng cho ngôi nhà, đặc biệt là ngôi nhà chúng ta sẽ xuôi về cái hướng đông nữa, đón nhận rất nhiều những cái ánh sáng, ánh nắng trực tiếp vào buổi sáng. Đó, thế nên là chúng ta cần phải đảm bảo về cái yếu tố những cái hệ thống rèm cửa làm sao cho nó cẩn thận. Về cái hệ thống phòng ngủ của chúng ta sẽ đều sử dụng những cái loại sàn lát, đó chính là gạch giả vân gỗ. Thì cái việc chúng ta lát gạch giả vân gỗ nó sẽ giúp cho vào mùa đông có cái cảm giác là ấm áp hơn rất là nhiều, còn vào mùa hè thì sẽ có cái cảm giác là mát mẻ hơn. Tiếp theo là về cái cầu thang, chúng ta sẽ sử dụng là đá kim sa với cái mặt bậc nó sẽ là một cái màu sắc nó tối một chút thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn mà sẽ sạch sẽ, dễ dàng lau chùi vệ sinh. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tay vịn lan can cầu thang làm bằng gỗ kết hợp với cả là kính cường lực nữa thì nhìn cái không gian cầu thang chúng ta đi lại nó sẽ thông thoáng hơn. Và mặt bậc và cầu bậc là hai màu khác nhau để giúp cho chúng ta tránh cái việc là bước hụt hay là vấp ngã trong quá trình chúng ta di chuyển. Đó, và như tôi đã vừa giới thiệu rằng là với cái không gian liên thông như thế này thì phòng bếp bao giờ cũng sẽ được đầu tư rất là công phu, trang trọng với hệ thống tủ bếp treo này cũng như là tủ bếp dưới chân. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chất liệu ở đây đó chính là cái gỗ tự nhiên nhé. Tuy nhiên rằng là cái gỗ tự nhiên này quý vị cũng cần phải cân đối, cân nhắc giữa cái việc sử dụng cái gỗ tự nhiên cũng như là các chất liệu khác, bởi vì là đây chính là cái không gian mà chúng ta sẽ nấu nướng rất là nhiều, ảnh hưởng những cái hơi nóng rồi là những cái nước bắn. Nếu như mà chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên mà không đảm bảo chất lượng ấy thì sẽ rất dễ xảy ra cái tình trạng là bị cong vênh hay là mối mọt. Đó, thì với cái hệ tủ bếp hình chữ L như thế này thì sẽ sử dụng rất là thuận tiện rồi. Chúng ta đứng ở cái vị trí giữa, chúng ta sử dụng cả hai công năng cùng một lúc. Và chúng ta còn có một cái cửa đi ở khu vực bếp nữa để dễ dàng di chuyển đi lại từ cái sảnh phụ đem thực phẩm từ phía bên ngoài vào trong phòng bếp. Được rồi, lên tới không gian công năng tầng 2 của chúng ta thì trước hết là về cái phòng thờ. Phòng thờ chúng ta sẽ được đầu tư rất là trang trọng khi mà ở lưng ban thờ chúng ta sẽ có một cái hệ thống vách gỗ giúp cho cái phòng thờ chúng ta nó nhìn nó sẽ đẹp hơn, cái cảm giác ấm cúng hơn, mà ngoài ra nữa thì nó sẽ hạn chế ảnh hưởng của khói nhang trong quá trình thờ cúng đến cái mảng tường phía đằng sau ban thờ. Và với cái phòng thờ như thế này tôi đánh giá rằng là nó rất là đẹp rồi. Và đối với không gian tầng 2 thì tất cả những cái phòng ngủ của chúng ta nó sẽ đều đồng nhất cái vật liệu, tương tự như phòng ngủ của tầng 1 thôi, là về cái sàn chúng ta đều sử dụng là cái gạch giả gỗ. Và đối với cái nhà vệ sinh chung hay là nhà vệ sinh khép kín, toàn bộ những không gian nhà vệ sinh của công trình này chúng ta đều ốp gạch men đá lên cao đến kịch trần để dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Được rồi, cùng quay trở lại với bản vẽ thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao của công trình. Thì với trang vẽ trục đứng mặt AC thì với trang vẽ mặt đứng trục AC thì chúng ta sẽ xác định chiều cao tổng thể lên tới 11,2 m, trong đó có hệ thống bậc ngũ cấp là 750 mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9 m, tầng 2 là 3,6 m, và riêng phần mái nhật phía bên trên là 3 m. Ở dưới chúng ta cũng sẽ có những cái ghi chú rất là chi tiết để quý vị có thể nắm rõ rằng là phía ngoại thất chúng ta sẽ đầu tư những cái vật liệu như thế nào cho phần ngoại thất để đảm bảo rằng là từ trong bản vẽ thiết kế ra ngoài công trình nó sẽ đồng nhất với cái lối thiết kế của chúng ta. Tiếp theo là mặt cắt AA và mặt cắt BB thì sẽ thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết này. Ở đây thì chúng ta sẽ có được những cái độ dày, độ dài hay là những cái bề ngang của dầm sàn tường để đội ngũ thợ xây người ta nhìn vào có thể hiểu rõ một cách dễ dàng, và nó sẽ giúp cho cái quá trình thi công nó sẽ đảm bảo chất lượng hiệu quả cho công trình chúng ta. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì với kinh nghiệm chuyên môn uy tín của mình thì kiến trúc sư đã thể hiện tất cả những cái trang vẽ rất là đầy đủ, từ mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió này, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh hay là những cái mặt bằng chống sét tiếp địa, rồi cấp thoát nước nữa, những cái chi tiết lắp đặt thiết bị và thống kê thiết bị nữa. Thì ở đây chúng ta có đặc biệt bởi một cái trang vẽ, đó chính là cái trang vẽ thống kê thiết bị, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta đầu tư ấy, nó sẽ không bị thừa chỗ nọ thiếu chỗ kia, khiến cho công trình chúng ta bị đội giá lên rất là nhiều. Đó thì bao giờ chúng ta khi mà liệt kê được những cái thiết bị như thế này thì nó sẽ giúp cho công trình thuận tiện hơn cho cái quá trình thi công cũng như là lắp đặt. Và đối với cái bản vẽ điện nước này, quý vị cũng cần phải quan tâm rất nhiều đến cái mặt bằng bố trí ổ cắm internet nhé, bởi vì là nó sẽ phụ thuộc vào cái thói quen của quý vị. Khi mà chúng ta sử dụng một cái ổ điện ở vị trí đầu giường thôi, hay là cái bộ phát wifi chúng ta đặt tại vị trí nào mà chúng ta hay lướt web để có được cái tín hiệu đường truyền tốt nhất ấy, thì đó, nó sẽ phụ thuộc vào cái thói quen sử dụng của quý vị. Thế là quý vị cần phải xem thật là kỹ và điều chỉnh trong cái quá trình mà chúng ta làm bản vẽ thiết kế nhé, tránh cái tình trạng là chúng ta thiết kế xong rồi hay là quá trình thi công xong rồi chúng ta mới quay lại để chúng ta điều chỉnh, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian công sức của công trình. Và tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng băng bê tông cốt thép. Thì nó đã được thông qua cái quá trình là đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư của chúng tôi đã về trực tiếp tại địa bàn để tham khảo cái địa chính hay là cái nền đất của công trình nó có đảm bảo được cái yêu cầu để đầu tư công trình hay không. Thì ở đây chúng ta có thể xác định rằng là đang xây dựng trên một cái lô đất cũ, và ở đây cũng sẽ có những công trình cũ rồi, thế là chúng ta có thể đảm bảo rằng là cái địa chính nó khá là vững chãi, chúng ta sử dụng móng băng là hợp lý cho cái chi phí cũng như là về cái chất lượng. Đó thì đây chính là cái hình ảnh chụp từ phía bên trên flycam xuống, từ cái máy quay từ trên trời xuống, để chúng ta xác định được cái lô đất cũng như là về những cái tổng thể mặt bằng xung quanh. Đây là về cái lạc kinh để có thể theo dõi về cái hướng của công trình. Đó thì quý vị có thể yên tâm rằng cái việc chúng ta xử lý nền và móng bằng móng băng là nó sẽ đảm bảo cái chất lượng cho công trình rồi. Thì quý vị có thể hiểu đơn giản rằng móng băng là cái loại móng đặt theo các mục, đặt độc lập hoặc là giao nhau theo những cái mối nối thành hình chữ thập như thế này. Cái mục đích chính của móng băng là để có thể chịu được những cái tải trọng của bờ tường, hàng rào hay là về những cái dầm sàn tường của công trình. Đó thì chúng ta sẽ có một cái móng băng, nó cũng sẽ có một cái chi phí đầu tư nó vừa phải thôi. Thế nên là trong những cái công trình dân dụng bây giờ ấy, chúng ta cũng đầu tư cho cái hệ thống móng băng như thế này nó khá là nhiều. Và cuối cùng là về bản dự toán của công trình thì với một cái bộ công cụ chuyên nghiệp và chính xác thì chúng tôi đã bóc tách cái phần thô, phần hoàn thiện cũng như là về phần điện nước, tất cả những cái phần mà chúng ta thực hiện nó theo một cái bộ công cụ chuyên nghiệp rồi, thì nó sẽ có những cái vật liệu liệt kê ở đây cũng như là về cái giá thành nữa để quý vị có thể chủ động trong cái quá trình chuẩn bị cái kinh phí đầu tư cho công trình, hoặc là trong quá trình mà chúng ta đang thi công ấy, quý vị cũng sẽ dễ dàng theo dõi hơn xem là đến cái hạng mục này chúng ta đang thi công có sử dụng đúng theo cái bản vẽ thiết kế hay không, có đảm bảo theo cái chất lượng hay là những cái vật liệu mà chúng ta thực hiện trong cái bản vẽ hay là trong cái bản dự trù này hay không. Đó thì chúng tôi cam kết rằng là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là toàn bộ những cái giá thành rồi là hạng mục trong này là chúng tôi cam kết không phát sinh, không thay đổi, nâng giá hay là chỉnh sửa gì cả. Cứ tuân thủ theo cái bản vẽ thiết kế như thế nào là phía bên ngoài thực tế chúng ta cũng sẽ thực hiện y nguyên như vậy. Thế nên là quý vị có thể yên tâm về cái chất lượng của công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin về công trình của gia đình anh Dương có địa chỉ tại Nghệ An. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.